Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận rất quan tâm đến các trường hợp tử vong khi đi làm đẹp thẩm mỹ. Ngoài cô gái 22 tuổi quê ở Long An bị tử vong sau 2 tháng giải phẫu nâng mũi ở một cơ sở làm đẹp tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, thì ngày hôm qua lại tiếp tục có thêm một phụ nữ tử vong khi đang phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện 1A, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong sáng nay, Công an quận Tân Bình đã tiến hành giải phẫu tử thi, tìm nguyên nhân tử vong của nạn nhân 32 tuổi, trú tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào trưa ngày hôm qua 18 tháng 3, theo lịch hẹn, người phụ nữ này đến Bệnh viện 1A, Bệnh viện chỉnh hình phục hồi chức năng phẫu thuật nâng ngực trong tình trạng sức khỏe bình thường. Đến 11:30, các phẫu thuật được tiến hành và sau đó nạn nhân đã tử vong. Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo sự cố y khoa tại Bệnh viện 1A và Sở sẽ có văn bản yêu cầu bệnh viện phải báo cáo, đồng thời sẽ xem xét thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm. Thưa quý vị, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong tuần qua cả nước xảy ra 230 vụ tai nạn giao thông, làm chết 104 người, bị thương 139 người, không xảy ra tai nạn trong đường sắt và đường thủy. Đây là giai đoạn cao điểm kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Lực lượng chức năng các địa phương đã phát hiện nhiều trường hợp phương tiện vận tải thủy không đạt các yêu cầu về kỹ thuật, lơ là công tác an toàn. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy địa phương đã kiểm tra xử lý hơn 330 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước hơn 250 triệu đồng, đồng thời áp dụng các chế tài tạm giữ bằng lái thuyền trưởng, tạm giữ phương tiện vi phạm. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương cũng đã phát hiện xử lý hơn 36.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền hơn 38 tỷ đồng, tước hơn 2.600 bằng lái xe. Đáng chú ý, trong số này có hơn 1.900 tài xế vi phạm nồng độ cồn và 8 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy. Sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam, khiến 17 người thiệt mạng vào ngày 26 tháng 2 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động tại các bến khách ngang sông, bến tàu và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm. Ghi nhận tại thành phố Hải Phòng. Tại bến tàu Nam Đồ Sơn, Hải Phòng, dù lượng khách ra thăm đảo Hòn Dấu giảm mạnh so với trước dịch Covid-19, tuy nhiên, mọi công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng như an toàn cho hành khách trên tàu được chủ phương tiện đặc biệt chú trọng. Khi mà hướng dẫn khách vào chỗ ngồi đúng vị trí xong rồi phát áo phao cho khách để cho đảm bảo an toàn đấy. Chỗ người già người nhỏ thì mình cũng sắp xếp vào những chỗ nào mà nó kiểu như là sóng gió đấy, thì mình sắp xếp nó vào trong thì người ta ngồi nó sóng nó đỡ bị ảnh hưởng đến sức khỏe người ta này. Nếu mà hành khách không chấp hành theo ý kiến thì mình thuyền trưởng và thuyền viên sẽ có biện pháp là yêu cầu bắt buộc phải vặn, không vặn thì yêu cầu cho chuyển đi lên, không tiếp nhận hành khách đấy. Tại tuyến đường biển từ bến tàu Nam Đồ Sơn đến đảo Hòn Dấu chỉ 800m. Nhưng đây là khu vực cửa biển nên việc bảo đảm an toàn cho hành khách luôn được đặt lên hàng đầu. Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã tập trung kiểm tra giấy tờ liên quan đến phương tiện, trang thiết bị đảm bảo an toàn của hành khách. Còn cái điều hành bến thì khi mà quý khách, hành khách mà xuống tàu phải đảm bảo là phòng chống dịch Covid-19. Đến chúng tôi bố trí các cái điểm để quét mã QR và khi xuống tàu là phải theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Đấy, phải tuyệt đối an toàn, đặc biệt là 100% khách phải đảm bảo áo phao, mặc áo phao. Phương tiện và người làm việc trên cái phương tiện phải đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ và tất cả các cái phương án phòng cháy chữa cháy cái phương tiện đó phải đảm bảo quy định theo pháp luật. Và thứ hai nữa là trong lúc hành trình, chủ phương tiện và chủ tàu là thường xuyên nhắc nhở hành khách ngồi trên phương tiện đúng quy định. Hải Phòng là một trong những địa phương có nhiều bến thủy nội địa cũng như tàu thuyền hoạt động chở khách. Vi phạm thường xuyên của các chủ tàu, lái tàu là chở khách quá quy định cũng như không bắt buộc khách mặc áo phao. Trong quý 4 năm 2021, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã kiểm tra 58 cảng, bến thủy nội địa, xử lý 8 trường hợp vi phạm. Hiện nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đang tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là các vi phạm đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền nhằm hạn chế tối đa các sự cố tai nạn đường thủy.
Đến thời điểm này, dù các địa phương chưa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10, tuy nhiên trong bối cảnh dạy học bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều địa phương đang đề xuất giảm môn thi vào lớp 10 năm nay để giảm bớt áp lực cho học sinh, ghi nhận tại tỉnh Nghệ An. Cũng như nhiều học sinh lớp 9 khác, tại thời điểm này, em Nguyễn Kim Anh, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Nghi Ân, thành phố Vinh, đang tập trung cho việc học và ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Năm học này, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Kim Anh phải học cả trực tuyến và trực tiếp. Việc học tập không thuận lợi, chất lượng không cao khiến em rất lo lắng. Tiếp online thì có thể học sinh không thể tiếp thu bài như học trực tiếp được. Nên là việc thi rất là khó, áp lực, lo lắng. Em mong muốn tỉnh và sở giáo dục của Nghệ An là giảm bài, giảm cho đề cương sát sao và giảm kiến thức và môn thi từ 4 môn xuống 3 môn để cho các bạn được áp lực và thi tốt hơn ạ. Thi 4 môn thì chúng em sẽ là gặp rất nhiều áp lực trong việc ôn thi. Chúng em để ôn thi được 3 môn đã rất là khó khăn trong tình hình dịch bệnh này, nên là nếu mà ôn thi thêm một môn thứ tư và công bố sau này nữa thì sẽ không kịp để có thể kịp để mà ôn thêm môn thứ tư này. Toàn tỉnh Nghệ An có 47.000 học sinh khối lớp 9. Năm học này, các em đã phải thay đổi hình thức học trực tuyến, trực tiếp liên tục để ứng phó phòng chống dịch. Hiện vẫn có hàng nghìn em học sinh và giáo viên đang thuộc diện F0, ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập và ôn thi của các em. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đề xuất giảm môn thi vào lớp 10 từ 4 môn xuống 3 môn, gồm toán, văn và ngoại ngữ. 3 môn này đều thực hiện lấy điểm hệ số 1, không áp dụng môn hệ số 2 như các năm trước. Bên cạnh những yêu cầu phát triển toàn diện cho tất cả các môn thì cũng rất mong muốn là trong điều kiện dịch bệnh như thế này, Sở Giáo dục Đào tạo và tỉnh có cái hướng thi các môn cho nó gọn hơn để các em có thể an tâm có ôn thi, và giáo viên cũng sẽ có cái kế hoạch để dạy tốt nhất cho các em. Mặc dù cho đến thời điểm này thì chưa có cái kế hoạch ban hành chính thức, nhưng mà thi tuyển sinh vào lớp 10 của năm học này thì chúng ta vẫn triển khai 3 môn, đó là văn, toán, ngoại ngữ. Ngoại ngữ thì tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong đó một cái điểm mới của năm nay là 3 môn đều thực hiện theo cái hệ số 1, chứ không có cái hệ số là 2 như là văn, toán những năm trước. Thời gian thi thì chúng tôi dự kiến vào trong tuần cuối cùng của tháng 6. Tuy nhiên cũng tùy thuộc vào cái điều kiện cũng như là cái lịch thi của Trung học phổ thông quốc gia. Dự kiến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Hiện nay, ngành giáo dục Nghệ An cũng như nhiều địa phương khác đã đề xuất các nội dung tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm môn thi nhằm giảm áp lực trong ôn tập và thi cử cho học sinh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.